mời bạn ơi. Rất đẹp trai. Thank you. Phong Trần. À, ngầu hả? Đeo kiếng vô cho ngầu nữa. Em đeo kiếng vào thì nó hơi giả nhau một chút. Vậy đó. Đó. Something like that. Đẹp trai. Bạn tên là gì? Thank you. Em quen quen làm như chơi chương trình trong bạn có thực tài nè. Dạ vâng. Tuyền, Tuyền đúng không? Dạ vâng ạ. Tăng Ngọc Tuyền. Dạ vâng. À, nhớ rồi, chàng trai rất là nhiều tài lẻ. Dạ vâng. Đàn ca sướng hát. Tăng Ngọc Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào em, tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Từ Nguyễn Huyền Di. Dạ, em 19 tuổi. Cái gì? Dạ phải, cách đây 10 năm. Cũng chơi, cũng chơi tôi nữa. Dạ. Ô, nói chung là em quá trẻ. À, hiện giờ em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở một cái công ty chuyên về sản xuất mực công nghiệp. Bạn Tăng Ngọc Tuyền, nghề nghiệp của bạn hiện nay là gì? Em là giảng viên về âm nhạc và vũ đạo. Tôi bạn sáng tác hả? Dạ vâng. Hay là dạy đàn? Cả sáng tác, cả dạy đàn và dạy nhảy. Hôm nay tôi hào hứng trong người quá à. Thôi bây giờ là tôi muốn khai thác bạn nữ. Hiện tại giờ công việc chính của em á, em làm cái trách nhiệm vụ gì trong cái công ty của em? Dạ thì làm trong phòng kinh doanh công ty của gia đình. Trước khi mà em làm việc cho cái công ty của ở gia đình mình á thì em làm việc ở đâu? Dạ em học bên Úc chị. Ủa, ở bên đó bao lâu? Dạ được 8 năm rồi chị. Em về đây được bao lâu? Dạ cũng được vài tháng, em về hồi tháng 3 á chị. À là chị có mới về Việt Nam mấy dạ. tháng này mới về đây thôi. Sao biết chương trình bạn muốn hẹn hò mà đăng ký tham gia? Dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh Linh, ba má em kêu vui lắm vui lắm, nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký. Cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn, ba em còn tặng em cặp khẩu trang nữa, kêu là trời ơi đi nhớ đeo vô nha, mắt công bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ nhục. Trời ơi. Không, em yên tâm đi, cái khẩu trang của ba em tặng không có sử dụng được đâu chị, mà nhìn em chứ còn chịu không nổi nữa mà. Anh nói Tăng Ngọc Tuyền nghe nha, cô bên kia rất là lanh nha, học ở Úc 8 năm nha. Bây giờ bạn có thể giới thiệu sơ cho cô bên kia biết nè, bạn dạy âm nhạc, sáng tác nhạc này kia, mà bạn có ca khúc nào về tình yêu chưa? Dạ có rất nhiều. Ví dụ bạn hát tặng một ca khúc về tình yêu cho bạn kia bên kia đi. À, của em hay là của người khác? Rồi bây giờ tôi yêu cầu lãng mạn nhất đó, okay. Quay không cần biết, vỗ tay. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thiết tha cho lòng đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngu sâu vòng tay êm ái. Bây giờ trong người em cảm giác trên khi như thế nào? Thấy rất là tò mò. Mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không? Chị ơi em ngại quá. Không, không ngại chứ chị, là chị thấy phấn khích trong người lắm. Trời ơi em muốn giếng màn em coi liền luôn. Không có được, không có được. Tôi xin hỏi là Tăng Ngọc Tuyền đã trải qua khoảng mấy mối tình rồi? Năm. Năm. Lý do tại sao? Hai mối tình đầu là do non nớt chưa có nhiều kinh nghiệm. Rồi. Mối tình thứ ba là khi đã chín chắn và tìm được đối tượng nhưng lại không biết quý trọng. Thứ tư là tuyệt đỉnh tình yêu nhưng thời gian và địa lý chia cách. Thứ năm là lúc đó em tự lừa dối bản thân, tức là bởi vì em muốn tìm lại hình bóng đó và em yêu một cách là giống như kiểu là một cái sự thay thế. À, tức là bạn nghĩ bạn chọn ra cái hình bóng của người trước để vâng. chọn người yêu. Vâng. Người ta biết được người ta vâng. bỏ bạn luôn đúng không? Dạ vâng. Đó là sai lầm, vẫn là em. Lần thứ 6 chắc có lẽ mình rút kinh nghiệm nhiều hơn đúng không? Đúng ạ. Bây giờ mình xác định cho kỹ đi, đối tượng của mình phải là người như thế nào mới hợp với bạn? Chỉ cần phong cách phương Tây một chút. Đó, mình rút vậy. Rồi, em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói nhiều. Nói nhiều. Vâng. Còn gì nữa? Em có tật xấu gì? Em có rất nhiều tật xấu. Lăng nhăng. Hả? Cái gì vậy? Nếu mà có người yêu sắp tới là bỏ nha. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, bởi vì em nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá trớn trong việc đùa cợt. Hơi khùng khùng đi điên khùng đúng khùng không? Điên điên, thì nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi. Vâng. Nói chung là từ từ là thay đổi. Ha, là còn gì nữa? Nóng tính. Gì? Em có thích người yêu của mình là một nghệ sĩ không? Dạ, chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ thử nghĩ coi. Tự nhiên cái nó tắt
luôn cảm xúc luôn. Tại sao? Tự nhiên nghe chữ lăng nhăng. Dạ lăng nhăng á, lùng bùng lỗ tai luôn. Nó đè một cái bẹt, em bẹt chí luôn. Không sao em, tại vì á hồi đó giờ cái anh này ảnh quen những người khác mà mấy người đó toàn là đu đeo theo ảnh cho nên ảnh mới lăng nhăng. Bây giờ em làm sao mà em phải lật kèo lại cho chị? Em đừng có xúi người ta lăng nhăng đi nha. Em tự nhận xét em là người như thế nào? Rất là khó chịu chị. Ai mới gặp em cũng kêu em chẳng mắt trơn á. Cái mặt như cái bánh mâm bánh bèo vậy á. Bèo đó, bánh bèo. Nhưng mà nếu mà tiếp xúc mà chơi lâu dài thì mọi thứ thay đổi. Nói chung là khác hẳn. Em rất là thương bạn bè. Thì nếu mà chơi được thì em sẽ rất là hết lòng với bạn bè. Em nói nhiều lắm. Dạ em ghét. Rất là thích một cái người đàn ông là... Thích người đàn ông gì em? Dạ cá tính mạnh. Bên đây cá tính lắm. Ngon cũng thật. Em không thích cái gì á người đàn ông? Dạ lăng nhăng. Nóng tính. Người đàn ông mà giống như là nhu mì chút xíu thì vẫn dễ chịu hơn. Không phải là nhu mì mà là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Em yên tâm đi, nghệ sĩ cứng đầu lắm em ơi. Nó khùng khùng. Khùng thì em không sợ, chị khùng thì em còn khùng hơn. Đúng rồi, nó vậy. Quá, để tôi coi coi. Dễ thương quá là. Ủa cái này khùng được à nha. Cặp đôi này hấp dẫn à. Bên đây cũng khùng, bên kia cũng khùng nữa. Nói chung á là khùng dễ thương mình nói vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng cô bên kia cũng cá tính giống như em vậy. Nhưng vấn đề là hai bên sẽ kềm chế với nhau thôi. Hai bên kềm chế. Rồi. Ủa bữa hôm thì kềm chế chút xíu em sẽ hỏi người kia anh đâu biết đâu. Bao nhiêu tuổi chị quên rồi. Kìa. Bao nhiêu tuổi chị quên. 30 tuổi. 30 hả? Bên này 29. 29 gặp 30. 29 bao giờ? Trời ơi. Em nhảy hay hơn chị. Được không? Em hát hay hơn chị. Dạ, còn gì nhưng nữa? Mà diễn chưa chắc em diễn bằng chị. Bây giờ mình tiếp cận người đẹp, mình chinh phục người đẹp bằng một trái tim chân thành. Dạ. Bỏ cái diễn xuất qua một bên đi. Đúng rồi. Rồi. Mở màn lên là phải tập trung chuyên môn nha. Đầu tiên tôi nghĩ rằng bạn gái. Dạ. Có gia đình mình đi theo ai? Dạ, em đi với bạn em. Bạn đâu? Dạ ngồi ở dưới. Dạ chào chị. Hồi nãy giờ em thấy được hai bên đúng không? Em dạ thấy rồi. Bạn gái kia có phù hợp với bạn gái của mình không? Em không phải chị Di cho nên giờ kêu chọn cũng không biết là phù hợp hay không nữa. Nhưng mà theo nhận xét của em thì người bạn trai bên bển có dễ thương không? Thấy cũng dễ thương, lãng tử. Nhưng mà thấy lăng nhăng là phải đánh dấu chấm hỏi thiệt là lớn. Đó, rồi. Trời. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên để cho anh chị sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau. Ngồi xuống đi em. Dạ. Từ từ bình tĩnh. Đừng có vội. Chuẩn bị. Màn đâu kéo lên. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời hai bạn. Wow. Anh làm quá. Rối rồi đó, bối rối rồi đó. Chắc luôn. Anh rất thích những cô gái có phong cách phương Tây. Gì vậy trời? Thực ra nói rằng anh lăng nhăng thì không hẳn, mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ. Giống như là giống như anh Tiết Cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt hai con, anh cầm nguyên cái rổ rồi anh hứng cá vớt cá luôn. Anh là một người thích phiêu lưu như vậy, chắc chắn anh là một người thích vượt qua thử thách. Khi anh thấy thích một vấn đề gì đó, dù nó khó khăn hay nó có nhiều cánh cửa, anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh là người giỏi nhất và xứng đáng có được nó nhất. Em có giống như vậy không? Nếu em cảm thấy mà anh làm đúng thì em sẽ ủng hộ. Dù em có bấm nút chọn hay không, anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Anh suy nghĩ cho kỹ nha, em nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm luôn á. Anh cũng rất lăng nhăng. Thì em có quyền không bấm nút không anh? Đúng. Rồi, chúng ta trở về vị trí cũ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì bạn sẽ nhấn nút. Nếu bạn không đồng ý thì bạn không nhấn nút. 1 2 3 Trời ơi, bấm rồi. Bấm hơn nút luôn rồi. Đó, tôi thấy rồi, cái người mà tỏ vẻ là thể hiện quá thì cái người đó bao giờ cũng yếu đuối hết trơn á. Cái người ta bình tĩnh, người ta
nhẹ nhàng người ta giấu vào trong. À, tôi xin hỏi bạn nữ, bạn nghĩ gì về bạn trai đối diện với bạn? Dạ thú vị anh. Thú vị? Dạ. Cũng không không. Anh thú vị có nghĩa là. Thôi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Dạ bấm. Không bấm. Không bấm sao nó đỏ. Chào người lên. Đừng trai. Không độ. Ha. Dạ, cao. Cảm ơn anh à. Em chắc cao phải chín rồi nha. Dạ không. Tám chín nè anh. Mà em chín sao thấy cao dữ vậy trời. Sinh năm nhiêu, sinh năm nhiêu, tám mấy không? Dạ em sinh năm 92 ạ. Nhiều hỏi tầm giới của em rồi. 92 tên là gì? Dạ em tên Minh Thuận ạ. Minh Thuận. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Thật là duyên dáng mày á. Em tên gì vậy cưng? Chào chị, em tên là Kiều Nữ. Kiều Nữ. Kiều Nữ. Còn thiếu đại gia nữa thôi nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 94 là 20 tuổi. Trời ơi trai tài gái sắc quá. Tên hấp dẫn quá. Kiều Nữ. Kiều Nữ. Kiều Nữ làm nghề gì nhỉ? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của Học viện Hàng không Việt Nam. Wow. Bên kia đã 22 là chị đã bất ngờ, qua đây em 20 đó mà bên kia bước ra là khán giả cũng ồ, bên đây bước ra chị thấy là chị ồ. Chứ tại sao mà hai bạn lại đến chương trình này? Vì một phần em yêu thích chương trình này. Ừ. Dạ thứ hai là trước đây chị em cũng có tham gia chương trình này. Sắp cưới chưa? Dạ chắc chưa, chị còn đi làm. Dạ. Đang còn tìm hiểu. Dạ. Cho nên là hôm nay em đến cũng muốn coi cho mình một cơ hội để hẹn hò. Dạ. Vậy bạn nam bên kia tại sao bạn lại đến với chương trình? Bạn còn quá trẻ mà nghe Linh là khen đẹp trai nữa. Tụi nói chơi thôi. Làm gì đẹp trai quá tôi đi. Dạ, thật ra thì bên ngoài em cũng tiếp xúc với khá nhiều bạn nữ. Ừ. Đó cũng xinh đẹp cũng có, giỏi giang cũng nhiều có. Mà em cảm thấy sao có thể gọi là tình bạn thôi. Chứ vượt hơn nữa thì hơi khó. Bạn đòi hỏi hình như hơi cao đúng không? Dạ không, tức là người ta em không đủ thì tiêu chuẩn của người khác chẳng hạn. Em không đủ, chứ không phải là người kia không đủ. Dạ. Theo em thì khuyết điểm của em thế nào là không đủ? Em ít nói và em ngại bày tỏ tình cảm với các bạn nữ. Ít nói mà vậy á? Dạ tại em với anh Quyền Linh là nói chuyện với nâu dễ hơn, còn nói chuyện với các bạn nữ thì em hơi hơi ngại đúng không? Nói bạn nữ hơi ngại luôn. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ em học đại học kiến trúc. Đại học kiến trúc năm mấy? Dạ năm tư ạ. À, Kiều Nữ, em cái sở thích của em là gì? Đi những lúc rảnh rỗi. Dạ rảnh rỗi thì em thích đi du lịch. Nghe nhạc rồi xem phim. Em ghét điều gì? Em không thích điều gì? Thì em ghét những cái người mà hay hành hạ động vật đó chị. Tại vì em bị cuồng động vật. Con gì là em thích nhất? Chó và mèo. Động vật em thích con gì? Em thích các loài sinh vật biển. Cá mập, cá voi. Thích gì đâu sai vậy? Lạ quá. Em nghĩ em có tật xấu gì không? Chị thấy ưu điểm em là nhiều rồi đó. Trẻ trung, năng động, xinh đẹp. Em hay càm ràm. Thường thì người ta không làm gì thì em cứ đọc hoài cho người ta làm cho được theo ý em thôi. Sao giống chị quá vậy ta? Có tật xấu của bạn gái, còn tật xấu của bạn là gì? Ai càm ràm càm ràm em không nghe. Mà cứ càm đi, hồi người càm ràm là người mệt chứ không phải lẹ. À, coi như thoải mái không? Dạ, thoải mái là thoải mái. Vậy là được á, hợp á. Em thích những ưu điểm gì của phụ nữ? Tự tin, năng động và biết tự quyết định tương lai của mình. Rồi không thích gì? Cầm ràm nói nhiều á. Đâu cần nghe đâu, gì đâu sợ, nãy em nói rồi mà. Thì đúng là em không sợ mà cứ ngồi nghe hoài. Ví dụ như em đang Facebook, đang chơi game mà cứ làm cầm ràm hoài thì mất tập trung. Cứ sốt ruột quá, phải coi cái chàng trai bên kia làm sao. Lo chơi game với Facebook làm sao cua gái được ông ơi. Dạ, xin chào chị. Mắt có cận không? Dạ khoảng 1 độ. Cứ game với Facebook đi rồi từ từ đeo kiến 5 độ ha. Điều độ mà chị, cái ngày điều độ thôi. Điều độ hả? Dạ. Còn những lúc không có chơi game với Facebook thì làm gì? Xem chương trình Em Yêu Động Vật. Cứ tưởng nó xem chương trình bạn muốn hẹn hò. Một tuần chiếu có một buổi mà chị. Bạn muốn hẹn hò cũng một tuần chiếu có một buổi chứ nhiêu? Dạ không, còn chương trình Em Yêu Động Vật thì ngày nào nó cũng chiếu. Nhà em nói rồi đó, các loài sinh vật biển. Thôi bây giờ trên bờ đi, ta ở trên bờ mà cứ nói với biển. Trên bờ con gì? Bướm. Được được. Coi như là đi trên bờ là không có được. Một dưới nước, hai ba trên trời. Đã treo. Đã treo với tôi. Em sợ, em thích con bướm, sợ con gì? Không được chị. Không được. Em sợ con sâu. Hả? Con sâu.
thích con bướm mà sợ con sâu. Đúng rồi. Đúng, con sâu nó ra con bướm hay sao? Thì đúng rồi, giai đoạn đó thì em sợ, mà giai đoạn sau thì em thích. À, yeah. Hôm kia con thích con sâu sợ con bướm. Hello. Hello anh. Bạn thấy bạn nam bên kia thế nào? Bạn nó hơi nhát. Em có thích người nhát không? Dạ, em thích người nhát nhưng mà tỏ ra không nhát cũng không? À, có người lãng lĩnh ha. Nhát nhưng mà đừng cho ta biết mình nhát. Dạ, đúng rồi. À. Dạ. Thấy chưa, nghe chưa? Dạ. Rồi. Có khi nào em không nhát mà em tỏ ra nhát không? Em nói với người kia kìa. Đó, nói với nó nghe đi. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Nào, xin mời. Kéo màn lên. Không nhát mà nhát. Nhiều khi thấy nhát chứ không có nhát. Nhiều khi thấy nhát mà nhát thiệt. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Cầm làm đi em. Bạn là xinh đẹp mà đúng là mình, bạn nói mình đúng rồi. Chứ các bạn nữ của mình rất là hay nhát. Dạ. Nhất là các bạn nữ xinh đẹp như bạn. À, cảm ơn bạn. À, mình có thể hỏi bạn một điều. À, bạn cứ hỏi. À, bạn có ăn thịt chó không? Đúng rồi. Trước đây có từng? Mình thì rất thích ăn thịt chó, mèo. Nhưng mà nếu mà cải thiện được thì tốt. À, cách đây lâu rồi bạn. À. Hồi nhỏ, mình còn nhỏ, mình bị dụ ăn đó. Chứ ăn xong mới biết. À, nếu bị dụ thì không sao. Giờ dụ nữa ăn không? Dụ nữa thì không ăn đâu. Nếu bạn bên kia dụ bạn có ăn không? Không, bạn bên kia đó nói không thích ăn thì sao lại dụ? Ví dụ bạn bên kia dụ bạn có ăn không? Không, giờ dụ không ăn nữa. Lớn rồi. Được, lập trường vững chắc. Ok. Nhưng em còn có 30 giây nữa thôi, lẹ lên. Thật ra thì nãy bạn nói là bạn yêu thích các loài động vật, thì bạn có tham gia bất cứ cái chương trình về về động vật không? Ờ, mình cũng có tham gia vào mấy cái hội thôi. Hội yêu những người yêu cún. Bạn có thích chụp hình với cún không? Cực kỳ thích. Vậy được rồi, nếu có sau này có dịp mình sẽ chụp cho bạn. Có 2 phút nói chuyện toàn là chuyện chó không à. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem mình có hẹn hò hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế và chạm vào nút. Và bây giờ, 3 khắc bắt đầu. 1 2 và 3. Bạn có nghĩ là bạn trai sẽ bấm không? Em cũng đoán được chút xíu. Bạn trai không bấm? Dạ lắm. Không bấm? Không bấm. Mày nói sao nó đỏ anh? Lộ bí mật hết trơn rồi, bạn đang thử hỏi tâm lý sao? Tự nhiên sợ bên kia. Mà nãy anh không nhắm mắt em trước, nghe theo. Em, bên đây bạn gái này cầm ràm lắm mà sao em sợ cầm ràm mà em lại bấm? Dạ nãy không phải chỉ sợ chị, nó là chị không, không thích. Tại nhà em cũng có chị, chị cứ nói hoài với em cũng quen. Rồi hai người có thể nắm tay xuống kia chơi kìa em. Hai người nắm tay đi. Nắm tay đi, khỏe mà. Đó. Rồi mới đan vô thì mới chịu nha. Cảm nhận thế nào về cái bàn tay ấm áp hay lạnh? Dạ bàn tay hơi lạnh anh. Còn bạn nam, bạn cảm nhận thế nào? Mềm. Cứng tại tôi á. Ý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên, thì thân hình không quá ốm, lớn người nhanh, quyền linh trở lên ạ. À, biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em. Xin mời đàn gái. Rồi, mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào quý khán giả trong phòng quay. Dạ, em tên Phan Văn Trận, quê quán ở Bến Tre. Hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ em là trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi. Em tên là gì? Dạ, em tên Phan Văn Trận. Chịu Trận á hả? Dạ. Phan Văn Trận, nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 34 tuổi. 34. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào anh Quyền Linh. Chào và bạn nam phía bên kia.
và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi dưới trường quay ạ. Em tên là Trương Thị Linh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh và làm quản lý cho nhãn hàng Lovite ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 33 tuổi ạ. 33, Linh 33, Trần 34. Em có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em đó là dễ gần, yêu thương gia đình, thích chia sẻ gần gũi với gia đình và thích sống chung với lại gia đình. Thế còn cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em đó là mít ướt và dễ mũi lòng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần người ta chia sẻ cho em là người ta khó khăn thì là em sẽ giúp đỡ người ta. Dạ. Tức là em bị cả tin, dễ tin người. Dạ, đúng không? Rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em đó là mỗi lần em đói bụng lên là tính em nóng tính, hay quạo. Dạ, lúc mà em mất ngủ á, bình thường thì nằm ngủ cũng duyên dáng lắm, nhưng mà khi mất ngủ với lại ai làm cho em khó chịu thì tụi em không ngủ được, thì em cứ nằm úp và chân dơ lên trời vậy đó. Nằm úp mặt mà chân dơ lên trời là dạ, cái tư thế gì ta? Là tư thế nằm úp xong chân cứ quạch lên này. Tư thế đó dễ ngủ lắm, anh cũng hay ngủ thế đó đó. Thế nào? Ông hình dung tư thế nào mà ông nói dễ ngủ? Ta nằm vậy nè. Anh Quyền Linh có thể ra nằm úp xuống tạ giùm em. Không, cái chân dơ lên trời hả? Em dạ. Vậy đúng không? Đúng dạ, không? Dễ đúng ngủ không? Lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Vâng, lại tưởng là treo ngược cái chân lên vậy nè. Treo xong ngủ trời. Bởi vậy mới nói. Ai mà biết điểm mà yếu đó của em thì đúng là em mất ngủ và cứ yêu thương chiều chuộng em lúc nào em nằm ngửa. Cái này hay là trận. Dạ. Này là chịu trận được nè. Dạ. Đừng có chọc giận là nằm úp ngủ vậy. Dạ. Nếu mà vui là nằm ngửa. Là cố gắng làm vui vui nha. Dạ, em sẽ cố gắng làm bạn vui ạ. Còn trận, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, biết kính trọng người lớn, biết quan tâm chia sẻ người khác, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà uống chỉ ít thôi à, chỉ giao tiếp thôi, mức giao tiếp thôi. Điểm yếu của em là nói hơi ít. Nói ít. Dạ. Bên này em nói nhiều á. Có tật xấu gì không? Có ngủ ấp không hay ngủ ngửa? Dạ em ngủ thì ngái, nhưng mà ngái thì nhỏ, cũng không đến nỗi là lớn lắm. Sao em biết? Dạ em nghe người nhà nói anh. Dạ ngủ ngái cũng sao đâu anh. Em dễ ngủ lắm, em chỉ cần nằm xuống là em ngủ. Dù trời long đất lập gì em cũng ngủ được hết ạ. Có nghĩa là cái tật xấu đó là bạn gái bên đây là không cho là tật xấu nữa, em yên tâm nha. Yên tâm. Dạ. Em Trận, em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. 2 mối tình là đi đi học, 1 mối tình là đã đi làm rồi. Mối tình đi làm đó bao lâu? Dạ hơn nửa năm nhưng mà gần 1 năm. Sao chia tay? Dạ vô tình thì em mở được điện thoại của người đó thì em thấy cái tin nhắn của người đó nhắn với người khác. Vậy thôi chia tay hả? Dạ. Nhắn sao mà chia tay? Thì em thấy nhắn tin của hai người cũng tình cảm lắm. Thấy bạn đó không thật lòng với mình. Không thấy có tình đó xong là coi chia tay luôn. Dạ thì về em cũng suy nghĩ, em cũng suy nghĩ mấy ngày rồi em mới nhắn tin cho bạn đó. Dạ thì bạn đó cũng chỉ nói là bạn thôi. Thì bạn thôi mà. Nhưng mà em thấy sao nhắn tin lại tình cảm quá à. Dù gì nó cũng qua rồi ha. Dạ. Còn rồi. Em sao? Em mấy mối tình rồi? Dạ em một mối tình ạ. Quen bạn đó lúc em học cao đẳng. Và 3 năm học cao đẳng luôn ạ. Thì trong lúc quen nó thì bạn trai đó khá đầu hoa. Bạn bè gặp người đó đi với người khác thì có nói cho em là sao lại gặp bồ của mày đi với lại con nhỏ đấy vậy. Nhưng mà em lại không tin. Nhưng mà có một lần thì bạn em chụp hình á, thì đi với người đó. Thì em nói là coi như là đối tác đi. Em cũng không thấy quan tâm luôn. Nhưng mà xong rồi em nói tóm lại là em bị phản bội đúng không? Đúng rồi. Giống y như bạn bên, giống như Trận bên kia. Và lần đó là em cắt đứt. Dạ. Em là người chủ động cắt đứt. Em chủ động cắt đứt luôn. Mấy năm rồi cưng? Em quen được 3 năm và lúc 2012 chia tay. Thì tới bây giờ 7 năm là không quen ai. Tới bây giờ luôn? Dạ. Em không quen người nào nữa? Dạ. Em gái em muốn một nửa yêu thương của mình có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em có thể diễn tả cho bên đây biết được không? Dạ thì em thích mà mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên. Thì thân hình không quá ốm. Đúng người nhanh Quyền Linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Và hỏi cũng được, đối với em quan điểm hỏi là thông minh. Hỏi được không? Dạ được, được. Được. Hỏi là thông minh, vì bạn nói là hỏi là thông minh. Vỗ tay, tôi khoái vụ này nè. Ai mà chào em gái. Dạ, trời ơi, chúc em quá, em nói chữ hói em khoái là anh thấy khoái rồi đó. Dạ. Cảm ơn em đã hiểu cho những người hói. Em thích người đàn ông ý tưởng của em đó là không trưng diện quá nhưng mà cũng phải biết là chăm sóc cho mình. Đi làm thì là một người đàn ông lịch lãm, còn khi đi chơi thì là một người năng động thể thao. Rồi là tùy cơ ứng biến ha. Tùy cơ ứng biến. Dạ. Ok, được đó. Khoái vụ khoái hói rồi đó. Đâu, để coi bên kia có hói hay không mà thấy ông Linh ông có vẻ là tâm đắc quá vậy. Bên đây thấy cũng có khả năng đó nha.
Dạ chào chị. Chào cưng. Không, nhưng mà bạn nữ bên đây thích hói mà. Ừ. Cái mẫu người phụ nữ mà em mong muốn là như thế nào? Dạ em mong muốn người nữ đó là cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, hiền giống như em vậy đó chị. Hiền giống như em hả? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy thôi phải không? Dạ vậy thôi ạ. Em cũng được 80% của anh rồi, nhưng chéo có điểm là tóc không dài. 80%. Còn cái 20% do cái tóc không có dài, tóc ngắn. Dễ mà để từ từ nó dài. Chị. Không sao phải không? Dạ. Thì em nói cho bạn đó biết đi. Để nó dài. Đó là mẫu em mong muốn thôi. Dạ. Chiều cao chưa đạt như mức mong muốn anh ạ. Chiều cao em như em cao nhiêu? Em có 1m52 thôi. Măng guốc lên thì cũng được 1m57. 1m52 mà 10 phân nữa thì là cũng 1m62 rồi, nếu mà mang quốc dạ, 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài, em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là ê, được rồi. Okay. Nói ship dạ. Em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng, anh mang có giày cao gót là không? Giày độn, người ta có giày dạ, độn anh. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á dạ. Lên về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu là lý tưởng của em là chị Hari Won á chị. À. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ dạ. Cần là có cái nét Hari Won thôi phải không? Opa. 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 Em không giống chị Hari Won chỉ nói được câu Opa. Opa, Opa, Sarange, Sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi kiến người thân xong mình mở đúng rào rồi. Thôi dạ em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Còn mẹ nuôi thì sao? Mẹ nuôi cho một chút ý kiến. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Phải nói là mình rất là hâm mộ chương trình này. Chính vì vậy cho nên là thấy con gái năm nay cũng ngoài 30 tuổi mà chưa có tìm được một cái người bạn trai nào vừa ý. Mặc dù mình đã giới thiệu cho con rồi nhưng mà con vẫn không có chấp nhận. Mình rất thích mà con lại không thích. Cho nên mình mới lặng lẽ là mình lén mình đăng ký chương trình này. Mà không phải đăng ký cho một người đâu, tới 4 người lần. Ủa đăng ký cho ai cô? Đăng ký cho Dương Bé Ba, cho Võ Thị Nương, cho Trương Thị Linh và cho một người nữa là là bản thân cũng là mẹ đơn thân. Là mẹ nuôi cũng đăng ký chương trình này luôn nha. Mẹ thấy chàng trai này là mẹ có thích không? Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ đáng yêu quá à. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở vị trí khác nha. Dạ cảm ơn. Rồi, xin mời đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với sếp và anh em đồng nghiệp của em ạ. À. À có sếp là chắc có dài luôn ha. Dạ. Xin chào anh Linh và chào chị Vân. Chào khán giả trong trường quay. Mình là Hùng, cấp quản lý của em Trần. Trần là người rất là hiền lành, tốt tính và đặc biệt là bạn rất là nhẹ nhàng. Còn đối với bạn gái bên này thì anh thấy rằng bạn rất là duyên dáng, rất là nhanh nhẹn. Và một số yếu tố em đưa ra có lẽ là anh nghĩ là phù hợp đến 70%. Còn tóc có thể là nó dày ra. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn sếp. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào đi. Ok, mở rào. Mặt trận này là của em đó Trận. Anh chào anh ạ. Dạ anh chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thì trong đây gồm có hai món. Một là cái giỏ khi em đi làm. Cái thứ hai nữa là một đôi giày. Và chính là đôi giày của chip anh tài trợ cho anh. Dạ. Bây giờ ngồi xuống thử anh có chiếc giày có vừa sai không cưng? Thử giày đi, thử giày ngồi đi. Ngồi xuống đi cưng, thử. Dạ. Ừ. Rồi, giống phim tắm cám quá nha. Vừa luôn chị ơi. Wow. Số luôn rồi đó, nhưng số đã định này chị. Đã định rồi. Ok, trời ơi, in luôn, vừa in luôn. Em có muốn đi đôi giày để nói chuyện không? Dạ có, em muốn đi luôn. Em đi đi. Dạ. Dạ, em cũng có món quà muốn gửi cho anh ạ. Em sẽ tặng cho anh cái cà vạt. Thì tại vì là em, đối với em á, thì thích anh buổi sáng đi làm á, thích anh bước ra đường thì ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch lãm. Thì em thích đứng trước mặt anh để thắt cho anh cái cà vạt trước lúc anh đi làm. Thì em muốn tặng cái quà ít quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, đó.
mà sao hợp như vậy, cái cà vạt đó cực kỳ hợp với cái áo đó, bộ đồ của em luôn á, màu xanh. Nhà chắc cũng tập rồi nhưng mà lên đây gặp ảnh là rung đúng không? Bạn gái lấy cái vỏ quải lên, lấy cái vỏ quải lên. Nói đi. Đây là cái vỏ màu hồng thì anh mong là tình cảm của anh với em luôn luôn sẽ là màu hồng. Dạ em cảm ơn anh. Hát bài tặng luôn, hát luôn, đứng hát luôn. Sau đây em xin hát tặng cho anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở tại trường quay, và đặc biệt là cho bạn gái của em. Dạ em tên gì anh? Em tên gì ạ? Xin lỗi anh quên tên của em. Rồi hỏi tên hỏi lại đi, cho cơ hội lại nói lại tên một lần nữa đi em. Rồi. Dạ thì em nói lại lần này anh phải nhớ nha, còn nếu rồi, mà không nhớ là em em giận luôn. Dạ em tên là Linh. Linh. Rồi dạ. Bắt đầu nói. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tình cậu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, con vẫn vương đôi hồn họ. Rồi hay lắm rồi, hay rồi. Dễ thương rồi. Rồi bạn gái đáp lại luôn, bạn nữ đáp lại luôn em. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Em quên rồi. Nên đuổi nghĩa rồi. Được rồi. Em yêu anh không hối tiếc, yêu bằng cả trái tim, à, đuổi nghĩa rồi. Trở về vị trí ngồi đi. Đó, cái phần giao lưu là dễ thương lắm rồi đó. Bây giờ em nói đi, em thấy cảm giác em lần đầu tiên gặp mặt em thấy cô thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương, mà thấy gương mặt cũng có vẻ là hiền. Cảm giác lúc đầu em thấy em cũng rất là mến. Còn em thấy anh như thế nào? Em thấy anh giống như em mong muốn, tại vì đối với em không thích đàn ông béo, đàn ông ốm. Cho nên khi nhìn anh ấy là em nhìn thấy đúng lý tưởng của em. Dạ. Ai cho em hỏi là anh hiện tại anh đang sống trên Sài Gòn hay sống trên Bến Tre ạ? Anh sống ở trên Sài Gòn. Dạ. Anh có hay về thăm bố mẹ không? Anh thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng thì anh có về thăm ba mẹ của anh. Dạ. Em cho hỏi em quê ở đâu? Dạ em là quê ở Nghệ An ạ. Dạ, hiện nay em đang sống trong Sài Gòn với anh trai. Dạ và với chị em đang ngồi dưới hàng quay ạ. Dạ. Hẹn hò em thích đi đâu chơi? Em miệng nơi nào có anh thì em thích ở đó ạ. Trời ơi. Ôi muôn tình quá ơi. Theo em nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì sẽ tiến tới được? Nếu anh cầu hôn lên và đúng anh hợp với mẫu lý tưởng của em thì em đồng ý luôn. Dạ, có thể cưới luôn ạ. Nếu mà em đồng ý thì chắc có lẽ là trong năm nay. Theo em thì em thấy có được không? Dạ, em dạ được ạ. Nhưng mà đối với em á, thì khi mà quen với là một người bạn nam á, thì em thích sống với gia đình. Khi mà muốn đồng ý cái việc mà em với anh quen nhau thì em lại biết được gia đình anh và những người thân trong gia đình anh. Em thích sống với gia đình, thích sống với người thân. Dạ, em sống thêm về tình cảm. Một thời gian gần đây thì anh sẽ mời em về quê của anh chơi. Mà Bến Tre rất hợp với em vì em thích ăn ngọt. Vậy là quá hợp rồi. Bến Tre là gu kẹo chua của ba em và em. Nếu mà lấy nhau thì em mong muốn là được mấy người con? Em thích đông con ạ. Thích đông con. Khi mà anh đông con thì anh phải khi sinh con ra thì anh phải có trách nhiệm với lại con và gia đình. Anh đủ khả năng tới đâu thì em sẽ để tới đó. Anh cũng sẽ cố gắng theo mong muốn của em. Nhưng mà nói hỏi thật, em thích cô gái đối diện không? Khi mở rào ra là em thấy em vẻ đẹp của cô ấy là em bị hút hồn. Hút hồn luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá, thôi được rồi. Rồi, để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Được rồi đó. Giày vừa quá, xinh quá. Em thấy trong bạn mối hò sau khi nắm tay rồi làm gì nữa? Dạ hôn. Trời ơi. Dạ, con xin phép má nuôi cho con hôn lên.
em cho anh thể hiện tình cảm của anh đối với em. Em có đồng ý không? Cái tay làm gì vậy? Tay thì bịt dính vô đây nè. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó. Nhìn cái tư thế cho nó đẹp cái coi. Em không xấu, em không lại cho chị coi coi. Em không lại em. Trời ơi. Đó, trời ơi. Ra thế ra dáng liền. Rồi. Linh, Linh đóng dấu luôn rồi nè Linh. Hả? Đóng dấu luôn hả? Vết son môi trên má anh. Dễ thương quá. Chỗ này về chắc không rửa mặt quá. Để ngủ luôn nha. Dạ. Để tới mấy ngày luôn. Dạ. Kể chừng nào nó phai, nó phai ha. Nào tự nó phai thôi. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Dạ. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, dạ rồi, cảm ơn dạ, anh chị ạ. Và không để chờ lâu, chúng ta hãy đến gặp cặp đôi thứ nhì ngay và liền. Ngay và liền. Mời mọi người. À, thay vì mình cứ chẳng hạn lướt quay thì mình coi khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn. Ừ. Chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Nhiều khi lướt quay cũng là học làm sao? Dạ không có, thường quay của mình thường là thông tin không ạ? Người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức. Cái thông dạ. tin nó mới cập nhật được chứ em. Cái vấn đề nó tranh luận hơi dài á. Ừ. Em nghĩ là thôi được rồi, có thể mình không cần xoay sâu vấn đề đó. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nó giống dạng như là ông Cao Thắng vậy. Được rồi. Mời nhà trai. Mời đi em. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ thì rồi, mời em trai. Xin trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thế Dũng, 41 tuổi, thì là em sinh ra ở Hà Nội nhưng mà hiện tại thì nhà em đang ở Sài Gòn. Em đang làm trưởng phòng cho một công ty vận tải ở quận Nhất. Em ở Sài Gòn ở với ai Dũng? Em có nhà riêng, em ở một mình, em ở một mình. Dạ, đôi khi thì ở, dạ. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa Dũng? Em ở Sài Gòn 20 năm rồi chị. Dạ. 41 tuổi rồi mà chưa có dạ. vợ à? Cuộc sống cũng là đôi khi là cái sức khỏe của em nó không được tốt lắm ạ. Trước đây em cũng có một cái đi làm nó tai nạn một tí, thế nên là em mất một thời gian để chữa trị ạ. Sau khi mà chữa trị xong thì nó cũng hơi trễ tí, hơn nữa là em cũng mải học. Tại vì em cũng học hai trường, ngoài ra cũng đang tính học cao học nữa, đang đăng ký học cao học xong rồi thì cái sự kiện nó xảy ra như vậy thì em phải dừng. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ em xin kính chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn đang phía bên kia và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Đặng Thị Thu Vân, năm nay em 38 tuổi, hiện em đang làm quản lý tại ở một trường mầm non. Em quản lý có nghĩa là em làm hiệu trưởng, hiệu phó hay là? Dạ nó giống như là quyền hiệu trưởng vậy đó chị. Vân có mấy mối tình rồi Vân? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì chính thức là 3 mối tình ạ. Rồi cái mối tình của em sao? Dạ thì mối tình đầu tiên của em là em quen thời em năm đó là em 22 tuổi. Vâng, cái mối tình sau cùng là em chia tay được bao lâu rồi? Dạ em chia tay cách đây cũng lâu rồi chị. Dạ cũng 7-8 năm rồi. Rồi bên kia là có 3 mối tình, còn Dũng dạ. mấy mối tình? Dạ em được 2 mối tình nhưng mà tại vì hồi đó thì em cũng xác định là phải là xong là dạ. em tại vì em muốn tính học cao học xong thì em mới là lập gia đình. Không ngờ là nó bị té, nhưng mà thực ra té thì nó cũng nhẹ thôi, nó vấn đề chẳng hạn nó liên quan cái đĩa đệm một chút. Thì cũng tại mất thời gian điều trị nó và đồng thời nó cũng cái công việc của mình nó cũng không được như ý muốn của mình. Nên chính vì vậy mà em cũng tạm thời dừng cái việc đó. Hai mối tình dạ. tạm dừng luôn. Dạ dạ. Điểm mạnh điểm yếu thế nào? Em thì chăm học chăm làm, không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không chơi game. Điểm yếu của em thì đôi khi hay mất ngủ tí. Ừ, còn em thì sao? Ưu điểm của em chắc là hoạt bát, vui vẻ, dịu dàng, với lại nhạy bén. Dạ. Còn khuyết điểm của em là thỉnh thoảng em hơi hậu đậu tí xíu, hay quên. Rồi em mong muốn cái người đàn ông của em là phải như thế nào? Dạ, em mong muốn mỗi người bạn nam của em là một người chững chạc,
cũng sống tình cảm và yêu thương gia đình chung thủy. Nói chung là phụ nữ đa phần thì ai cũng thích lãng mạn một tí xíu. Em ơi, em nghĩ sao em? Bạn nam? Dạ, em nghĩ rằng chắc là không đến nỗi là khô khan quá đâu chị. Em cũng là người sống khá tình cảm với chị. Tình cảm khác mà lãng mạn khác nha cưng. À, cũng em nghĩ là cũng đến ở mức gọi là trên trung bình ấy chị. Ờ vậy dạ. Hả? Dũng muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Em nghĩ là người đó thì nói chung là chăm làm và chăm học và đồng thời có tính trách nhiệm, giàu tình cảm. Nhưng mà 30 mấy tuổi rồi học gì nữa em? À không thì em nghĩ rằng mình cũng vẫn đôi khi mình vẫn phải nâng cao lên một chút và đồng thời mình cũng phải biết thay vì mình cứ chẳng hạn lướt Facebook thì mình khi đó thì mình nên đọc một cái gì đó nó tốt hơn chứ đừng lãng phí thời gian như vậy. Nhiều khi lướt Facebook cũng là học làm sao? Dạ không có, là thường Facebook của mình thường là thông tin không ạ, người ta gọi là thông tin chứ không phải là tri thức. Cái thông tin nó mới cập nhật được chứ em. Dạ thông tin thì thường nó rất là giờ xã hội rất là nhanh chị, gõ một cái là ra hết ạ, cũng không cần thiết phải lướt hàng ngày. Thì cái thông tin đó trên Facebook là mỗi ngày mỗi cập nhật chứ bộ. Dạ không sao, nói chung là cái vấn đề nó tranh luận hơi dài á. Em nghĩ là thôi được, có thể mình không cần xoay sâu vấn đề đó. Ví dụ như chị nói một cái câu ngôn tình nhất mà em có thể dành cho người yêu của em là một cái câu tương đối như thế nào? Em rất là thích một cái người gọi cái người mà sẽ sống với em gọi là người bạn đời. Tức là chẳng hạn như em nói chuyện nói bạn đời ơi hả? Hay sao? À, không, ý em nói là em trong lòng của em tất nhiên em cũng khó nói ra lúc này tại vì thường là em cũng ít khi mà để ý cái chuyện thơ lắm. Nhưng mà thường em nghĩ rằng là cái cảm nhận con người đôi khi mình không nói ra được. Chị nói ví dụ đi, ôi bà xã ơi hay là cục à, không, ơi. Cái đó thì dễ ạ. Là... cái đó thì dễ. Thì chị cái đó bình thường ạ. Ví dụ như người ta thường nói là cơ thể chúng ta 70% là nước, còn với anh 100% trong trái tim là hình bóng của em. Đó, ví dụ gì đó, đó một cái ngôn tình như vậy đó thì chắc là câu hỏi hơi bất ngờ, em cũng chưa nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là em không thiếu cái chuyện đó đâu. Dạ, chào cô giáo. Dạ. Chào cô hiệu trưởng. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em rất là dễ bị cuốn hút bởi một cái người đàn ông thông minh nhưng mà phải hài hước tí xíu. Dạ, một cái người mà có cái hướng suy nghĩ tích cực, lạc quan. Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Nó giống dạng như là ông Cao Thắng vậy. Được rồi, em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với đúng dì rồi, và chị dâu của em ạ. À, mẹ. Chào cô. Cô ăn bữa nay nó lên, nó góp ý này thì thấy cũng dễ ý. Thấy chú này thì cũng được. Dạ. À, thôi giờ nhường quyền cho con đi. cảm ơn mẹ, cảm ơn dì. Ta đi với ai Dũng? Dạ xin lỗi là hôm nay á, tại vì em ông anh thì lại đang mắc công việc. Còn em mới chuyển qua công ty này thì bên công ty em là ngành vận tải. Mà các anh em đi làm công trường hết nên không tiện là cho ai. Nhưng mà em yên tâm một điều là nhà em ở khu vực này thì tại vì dù sao khi quen là thế nào có dẫn về nhà. Rồi em ở đâu là cả một cái khu và công ty người ta có người ta đều biết. Ok, bây giờ mình kéo rào. Đúng rồi, quyết định mở rào nha. Cho hai bạn có thể trò chuyện với nhau. Mở rào. Em cười liền cho chị. Dạ. Rồi đó. Dạ xin chào. Bây giờ là chuyện của Dũng đó Dũng. Dạ. Đến với chương trình thì anh có một bó hoa. Dạ. À, tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. À. Nhà có một quyển sách. Cái quyển sách này của anh. Trong nhà anh có khoảng 1.000 cuốn. Xin lỗi là anh không có đi mua nhưng mà cái này anh mới đọc có 1-2 lần nhưng mà 1.000 cuốn thế nên là anh cho em 3 cái này. Mong rằng em cũng thích tri thức là một, và thứ hai nữa là tiêu đề của cuốn sách này á thì nó nói là hôm nay chúng ta có thể thay đổi hay không thì dạ. Chúng ta sẽ có một cái kết quả. Dạ em cũng rất là thích đọc sách ạ. Cảm ơn em. Dạ hôm nay đến với chương trình thì em có chuẩn bị một món quà. Cái này là một bức tranh mà do em tự vẽ. Cái ý nghĩa bức tranh thế nào em? Dạ cái bức tranh này là hand in hand, có nghĩa là tay trong tay. Một cái người mà phù hợp với mình thì sẽ nắm tay nhau về nhà. À. Ok, chắc cho anh hỏi trước ha. Dạ. Em cảm thấy anh sao? Qua những giờ gì anh chia sẻ nãy giờ thì em thấy anh là một cái người có tri thức. Và em cũng rất là thích một cái người mà thông minh. Ok, dạ. Cảm ơn em. Nhưng mà em là con gái Sài Gòn thì em rất là thích kiểu như hồi nãy giờ em cũng chia sẻ là hơi lãng mạn một tí xíu, đàn ông cũng dễ chịu tí xíu với em, tại vì tuy là em lớn tuổi nhưng mà đôi khi là em cũng hơi hậu đậu tí xíu và hơi vụng về tí xíu. Anh nghĩ rằng là chắc là anh cũng không thiếu đâu cái okay, tạm thời tại vì anh cũng đang nói chung là đặt nhiều công việc nhiều hơn thôi. Yeah. Nhưng mà khi mình có đối tượng thì chắc chắn là mà đồng thời đó là mục tiêu cuộc đời mình thì chắc chắn thì mình cũng phải đầu tư thôi và đồng thời mình cũng phải thay đổi nhất định thôi. Cái đó không khó đâu em. Không biết là anh cảm nhận như thế nào về người đó vậy? Anh cảm thấy là em hiền và đồng thời em chưa thể hiện được cái nét của em có, anh nghĩ như vậy. Không, chứ em hiền. Em thì em không, tại vì em là quản lý một cái trường mầm non và em hồi nãy giờ em chia sẻ những gì mà em nghĩ và em lắng nghe. Em lắng nghe nhiều để em cảm nhận được cái bạn đang tương tác với mình như thế nào.
là em đã bộc lộ rồi đó ạ, chứ không phải là em chưa bộc lộ rồi ạ. Dạ. Anh thì lên đây cái đèn này nó hơi chói, thấy cái cảm giác nó hơi nóng nóng. Dạ. Sao nó cũng không, đôi khi thể hiện nó chưa được tự nhiên, nhưng mà dạ, nó thể hiện một, nếu để bình thường một cách tự nhiên thì anh cũng thể hiện là khá là tốt. Còn theo em thì cái mình hẹn hò thì theo nghĩ là thời gian bao lâu thì sẽ là đủ? Cái tuổi của em với anh á là bây giờ cũng đã lớn rồi, nếu mà mình cảm thấy phù hợp thì nó sẽ rất là nhanh, cái tuổi nó không có đợi, nó không có đợi chờ mình được với nữa. Anh thì cần 3 đến 6 tháng là xong rồi. Dạ. À, nhanh. Anh thì thích quyết định nhanh. Nói chung là mình khi mình đã thấy cảm thấy thích mình tiến đến phải hành động, có vậy. Em thích một cái người đàn ông mà như hồi nãy em có chia sẻ là hiểu chuyện, nhưng mà ví dụ như một cái người mà em cảm thấy như thế nào, em không diễn tả được. Như nãy em nói là vui vẻ hài hước. Đúng rồi đó, vui vẻ hài hước mà dễ gần á. Mà em thì em cảm giác ở đây bây giờ là em có phần hơi bị khớp, hơi bị sợ sợ, tại vì em thấy có vẻ là anh khó. Hai cái phong cách của anh và em chưa hiểu anh thôi, nhưng mà nếu mà hai cái phong cách của anh và em nó hơi khác nhau xíu, nhưng mà thực sự nếu mà mình khi mà bỏ đi những cái rào cản về phim trường và bỏ đi những cái rào cản gì nó mang tính thuộc về chương trình, hoặc là thì khi đó là mình sẽ, anh nghĩ rằng anh hiểu em không khó đâu, và đồng thời là em nghĩ rằng khi đó em sẽ nhìn thấy anh ở khác, một con người khác, chứ không phải cái kiểu như ông Bắc này hay là nọ kia, nó khác hoàn toàn. Em rất là sợ một cái người mà khó tính. Anh hoàn toàn không khó tính. Dạ. Cái ngay cả vấn đề anh nói là Facebook gọi là lướt thôi, thực ra thì anh thử đặt vấn đề tí thôi, chứ còn thực ra thì đôi khi thì ai cũng có lướt tí, nhưng mà quan trọng là mình đừng có dành quá nhiều thời gian. Thế này nè. Dạ. Anh hiểu câu chuyện nãy giờ cô giáo nói rồi, tức là thế này, đôi khi em học nhiều quá em nó hơi cứng, cậu cũng muốn an tâm hơn là nhẹ nhàng hơn. Thực chất trong lòng của chàng trai này anh biết rằng cũng suy nghĩ như thế, nhưng mà nó chưa có thể hiện ra ngoài. Một chút gì đó nhẹ nhàng lãng mạn ha. Dạ. Để có thể lắng nghe nhiều hơn. Anh thấy rằng cô gái đang suy nghĩ. Anh nghĩ rằng là mình cứ anh nghĩ là cứ nên bấm đi. Em sẽ tìm hiểu, em sẽ thấy rằng chắc là anh cũng không nên nói đâu. Dạ. Nên bấm đi. Em có thể hát tặng cô gái bài hát thoải mái lên nào. Dạ. Quan trọng là em chứng minh cho cô gái biết mình rất là nhẹ. Mình là một người đàn ông rất là lãng mạn. Lãng mạn. Dạ. Em xin bắt đầu ạ. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơ mát. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi, nét xinh áo lùa thơ ngây. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một phút gieo ca vui cùng em. Lên đây thì cũng hơi run đấy. Cảm ơn chị. Yeah. Chúng ta thật sự kiểm tra con tim của mình. Và khi bấm, phải bấm bằng cả trái tim. Bấm phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không bấm vì điều gì nha các bạn nha. Yeah. Khi chúng ta bấm, chúng ta phải quyết định có trách nhiệm với điều đó nha. Tất cả đều lớn hết rồi. Yeah. Đừng để cái gì mà xung quanh nó gây áp lực chúng ta. Chuẩn bị. Yeah. 3 2 1 Hết thời gian. Cô giáo không bấm. Dạ. Em có thể nói hết những suy nghĩ của mình đi. Em là người rất là tâm lý. Tại vì cô giáo mầm non thì em được học rất nhiều về tâm lý. Khi mà em tiếp xúc và em nói chuyện với lại một người đối diện thì em có thể hiểu người đó và em có thể nhận xét người đó. Nếu như mà em cố gắng một chút. Dạ. Anh nghĩ rằng em sẽ chiếm được cái nút bấm đó. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Dạ, em cảm ơn chị. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ cũng... Hồng Vân và Quỳnh Linh kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bạn muốn hẹn hò. Một chương trình có thể nói rất gần gũi với quý vị. Một chương trình có thể lan tỏa sự yêu thương và đem hạnh phúc đến rất nhiều cặp đôi. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui gặp lại, và chắc chắn rằng sẽ có một trong những nhiều cặp đôi bấm nút ha. Hy vọng là như vậy. Chương trình chân thành cảm ơn sự tài trợ của nhãn hàng thép VinaQA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Và bây giờ Hồng Vân, Quỳnh Linh xin mời quý vị đến cặp đôi đầu tiên. Dạ, điểm mạnh của con là
có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người á. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á, chồng quốc doanh của con á. Con có mê Hà Anh Tuấn không? Con thì không hay nghe nhạc mấy. Con thì muốn một người yêu thấp hơn con cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu, tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu công giống công chúa quá. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi coi nào. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào bạn bên cạnh và chào tất cả mọi người ạ. Con tên là Trần Thị Ngọc Yến, năm nay con 24 tuổi. Hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng. Dạ. Ở đâu con? Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy Yến? Dạ, con làm ở quận Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Mời bạn trai. Chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Chào con. Chào bạn gái bên kia. Con tên gì? Con tên Đàm Văn Phương ạ. Phương. Con làm gì? Hiện tại con là một lập trình viên ạ, 25 tuổi. Quê thì ở Lâm Đồng ạ. Hiện tại thì đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Con nhớ bạn gái tên bên đây tên gì không? Dạ chưa, chưa nghe rõ ạ. Con nói lớn lên tên của mình đi cho bạn nhớ. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Yến. Yến nha, Yến còn bển là Phương, nhớ và chưa? Yến Phương, Phương Yến. Rồi, con nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Yến. Dạ điểm mạnh của con là có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người á. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Con dễ thương mà, chỉ có hơi bé bé xíu xíu, chiều cao thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mời Phương. Con nói qua về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cái điểm mạnh của con ấy thì chắc là có nghĩa là con thích lập trình, các cái ngôn ngữ lập trình, có thể thích học hỏi các cái ngôn ngữ lập trình và các tìm hiểu các công nghệ mới, chăm chỉ, gọi là chăm chỉ luyện tập để có thể làm tốt công việc của mình được giao. Còn điểm yếu thì chắc có nghĩa là bị mù đường ạ. Mù đường mới cả là hơi bị nhát một xíu ạ. Hơi bị nhát, tức là con tập trung vào chuyên môn rất là tốt đúng không? Đúng ngoài chuyên môn thì con hay bị nhát. Rồi con có mấy mối tình rồi Phương? À, có một mối tình ạ. Một mối tình hả? À. Bao lâu? Khoảng 6 tháng ạ. 6 tháng hả? À. Như sao chia tay mới có quen 6 tháng hả? Tại vì lúc đấy là lúc mới ra trường thì là con tập trung khá nhiều vào công việc ạ. Thì lúc đó thì cũng không quan tâm đến bạn nữ. Thế cho nên là dừng lại ạ. Rồi. Mà nhà gái? Còn con sao Yến? Dạ con một mối tình đơn phương. Con đơn phương hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương bao nhiêu lâu? Đơn phương 1 năm, hồi cấp 3 thôi ạ. Hồi cấp 3 hả? Anh đó là học lớp mấy? Dạ bằng tuổi. Bằng tuổi, có chung lớp không? Dạ không. Không hả? Dạ. Khác lớp hả? Dạ đúng rồi, kiểu giống như là bạn bè chơi thân quá. Xong rồi kiểu đùa giỡn nhưng mà không biết. À dạ. Yêu hồi nào không hay, thế cái bạn đó như thế nào? Đó là mẫu người lý tưởng của con hả hay sao? Về ngoại hình? Con nghĩ chắc vậy. Chắc vậy phải không? Con mong muốn cái người bạn bên rào á, con có muốn giống cái mẫu hình lý tưởng đó của con không? Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc doanh của con á. Chồng quốc doanh của con á. Chồng quốc dân của con đó hả? Wow. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiến nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ừ, ốm ốm, xương xương, người hơi roi roi ha. Có cần phải hát hay không? Dạ, không không cần. Không cần. Ủa vậy con thích Hà Anh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn, rồi kiểu con không biết nữa nhưng mà con thấy mê. 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 Mê Hà Anh Tuấn. Rồi cô coi bên đây là Hà Anh gì? Hà Anh Phương. Hà Anh Phương. Chào con. Con nghe bạn gái nói giờ bạn gái mê Hà Anh Tuấn, con thấy nhói lòng không? Con có mê Hà Anh Tuấn không? Dạ, con thì không hay nghe nhạc mấy. À vậy đó hả? Ừ. Cái đó là thần tượng của người ta mê. Thì bởi vậy mới hỏi cảm xúc. Tại vì có những người họ nghe xong họ cảm thấy là họ nhói lòng. Nhưng cũng có người là nghe xong là đã hơn, thích hơn. Đâu có gì vì nhói là lòng chung đâu. Chung một idol á, con hiểu không? Đó là một thần tượng. Idol thì mãi mãi là idol, không thể là của mình được. Rồi con muốn người yêu thế nào con nói cho cô Hồng Vân biết đây nè. Con thì muốn một người yêu kiểu thấp hơn con cỡ tầm 1m55 đến
Mét 6 ạ. Tóc dài xíu. Thân hình nhỏ nhắn, dễ tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu không giống công chúa quá. Không giống công chúa quá đúng không? Con có thần tượng ai không? Đó, tôi đang tính hỏi câu đó đó. Thần tượng thì là con thích cái chị Min ấy, ca sĩ Min, tức là chị Ngầu, nhìn chị Ngầu. À Min, con có thích chị Min không? Con có biết chị Min không? Dạ có nghe nhưng mà không quan tâm lắm á. À vậy hả, là mỗi bạn một dòng nhạc khác đúng nhau á. Đúng rồi, dòng nhạc khác nhau. Bây giờ thì để tôi qua tôi coi nhà gái cái đây con. Đây mời ông. Chào chú đi con. Chào chú. Nít ăn, nít ăn hoài không lớn á. Ừ. À con không thích điều gì đàn ông? Ở dơ ạ. Ở dơ hả? Ủa sao hôm nay tôi thấy mấy bạn gái cứ không thích đàn ông ở dơ. Đúng rồi. Bộ giờ thời đàn ông bận quá ở dơ lắm hả? Ai mà thích ở dơ? Không có đâu con. Đôi khi ta lao động ta mệt mỏi rồi, người ta làm biết tắm khi cô chưa có gia đình thôi. Chứ về nhà ta vẫn tắm sạch sẽ chứ ai đâu mà ở dơ. Con đi với ai? Dạ con đi với cái bạn đồng nghiệp ạ. Bạn đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi mời bạn đồng nghiệp cho ý kiến nào. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân chào và con. Mọi người trong trường quay ạ. Ừ. À, thì chị Yến á, thì em thấy là cũng rất là đúng với mẫu người lý tưởng của anh luôn rồi đó. Có thể là khi mà anh gặp thì anh sẽ thích chị, bởi vì chị rất là dễ thương. Tính cách chị cũng rất là hoạt bát, nên là nếu mà tính cách của anh nhút nhát á, thì anh có thể tìm hiểu thêm về chị, bởi vì chị rất là hòa đồng với mọi người. Còn anh sao? Theo con thấy á, thì bạn nam cũng được ok. Ok, được ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn con. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với đứa bạn ạ. Dạ con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. À, xin chào quý vị khán giả. Con thấy bạn nữ bên này rất là xinh và dễ thương. Thấy hai người cũng khá phù hợp. Nên là hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Dạ, con có bầu chưa? Dạ, con chưa có. Chưa có đúng không? Lần sau đăng ký chương trình nghe không? Dạ. Rồi mở rào. Bắt đầu đi. Anh có một bó hoa sáp mình tặng em. Dạ, anh cảm ơn, có món quà tặng em. Rồi nè, nè, cô hỏi con nè, nhỏ bé vậy là đủ với con chưa? Đó, xinh xinh á, thích xinh xinh bé nhỏ vậy đó. Là con thấy bạn là đúng với cái tiêu chuẩn của con chưa? À, đúng rồi ạ. À, vậy đây nào. Thoải mái nói chuyện nha. Thường thì anh đi làm như vậy là tối mới về luôn đúng không ạ? Đúng rồi, một ngày làm 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật thì được anh được nghỉ. Nhưng mà thường có tăng ca không? Tại thường thường không. Lập trình viên là rất là nhiều công việc á. Tăng ca thì chắc tùy dự án thôi. Còn em thì công việc thì chắc có phải có thời gian rảnh ở những lúc nào ạ? Hiện tại là em đang làm sale bên tài chính á, nên là sẽ đi sớm về khuya. Dạ, cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Nghỉ thứ bảy chủ nhật thì anh nghĩ là nếu mà sau này mà có thể hẹn hò thì có thể hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật được. Thì anh có nhận xét gì về em không? Nhìn em dễ thương. À, dễ thương, cảm ơn. Rồi, còn em thấy ảnh sao? Dạ, con thấy hiền. Được ha? Dạ, thấy hiền. Hiền. Hiền, hiền. Dạ. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến đấy xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 5.5 năm á. 5.5 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được một cái gì đấy để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó. Thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Là anh muốn lập nghiệp ở đây luôn đúng không? Đúng rồi. Em thì nghĩ thế nào về tình yêu? Tại chưa yêu bây giờ. Tại chưa yêu bây giờ. Chưa yêu bây giờ nên là cũng chưa kiểu về hôn nhân thì cũng chưa suy nghĩ đến. Tại sẽ không biết làm gì và kiểu như là trời về làm cái gì, về làm như thế nào. Mà cô hỏi con nè, tại sao vậy? Con xinh xắn, dễ thương, con lại làm ở một môi trường nó tương đối là cũng nhiều người đúng không? Thì lý do dạ. gì mà con lại chưa có người yêu mà chỉ có đơn phương thôi? Không, đơn phương đó là con đơn phương từ hồi cấp 3 thôi, chứ giờ kiểu con không có thời gian dành á, dành cho, với lại cũng thích người ta nhưng mà
cảm thấy người ta không thích mình nên là con sẽ lui luôn chứ con không có tiến thêm kiểu vậy. Bây giờ con nói cho anh biết là con chưa yêu lần nào, con cảm giác tình yêu ra sao, thử coi tưởng tượng sao. Màu hường hay màu tím hay màu vàng? Con thấy hường cũng có mà chắc tím cũng có. Tình yêu muôn màu đó phải không con? Dạ đúng rồi. Dạ ảnh là màu gì của con? Chắc màu hường quá. Màu hường hả? Màu hường là tình yêu đó. Mấy bà nhí này là thích màu hường à. Rồi bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài hay làm gì đó. Thì anh mượn tay em à, thì nhìn trước thẳng khi, vào mặt bạn gái à, trước khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code. Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử. À vì con là lập trình viên mà dạ. Đúng không? Đúng rồi. Rồi xin mời chương trình ạ. Thì là cái đoạn code vừa rồi của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó. Và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Cảm nhận bạn gái thế nào khi xem xong đoạn code đó? Dạ con thấy rất là kiểu dễ thương, cái chân thật trong đó mà cái anh đó ảnh dành vào đó, nghiêm túc và chân thành đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Bạn trai cứ tiến tới nắm tay cô gái đi. Con có muốn hát một bài nào đó gửi cho em không? Con thì hát không hay nhưng mà con sẽ hát một cái bài của bài Anh Thanh Niên đi, hát một khúc hay một khúc mấy câu đầu là: Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on phay để biết hết chuyện trên đời. Hết rồi. Bạn gái hát lại đi. Ừ, con có hát tặng anh bài nào không? Con hát 2-3 câu của Hà Anh Tuấn á. Bài Chưa Bao Giờ. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sông trào, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa. Con nhớ được chừng đó nè. Ok, rồi về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ thật chín chắn nha. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra xem mình có nên bấm hay không. Và khi bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 hết thời gian. Hãy nắm tay nhau, chính thức hai đứa đã hẹn hò với nhau đó. Bây giờ bắt đầu biết yêu đi nha cô bé. Chỉ dẫn cho em nghe con, nó không biết một cái gì luôn. Ừ. Cái tờ giấy trắng phau luôn vậy đó. Con hãy lập trình cuộc sống của em. Thế thì con nhìn ở ống kính kìa, coi gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình ha. Mình hãy nói gì với người lớn đi. Trước mắt con xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội được gặp nhau. Thứ hai tức là con muốn nói là dù sau này nếu hai đứa tìm hiểu và có cơ hội đến với nhau thì chắc chắn rằng em sẽ không phải hối hận vì hôm nay đã ấn nút. Đấy, hay quá. Chín chắn ghê chưa? Ha? Chín chắn không? Chín chắn lắm. Con xin phép ba mẹ cho hôn em cái đi. Xin phép ba mẹ hôn. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, còn con cầm những bó hoa tươi thắm mà anh tặng cho con. Này không bao giờ héo nghe chưa? Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Rồi, cảm ơn hai đứa nghe. Rồi, chúc con tình yêu thật đẹp nha cô bé nha. Dạ. Hãy yêu chỉ biết tình yêu thế nào nha. Dạ, con cảm ơn chương trình. Như vậy là ta đã đến cặp đôi đầu tiên. Bây giờ Quỳ Linh, Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. Dạ, em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3, là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Mong muốn người yêu tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, họ tên đầy đủ của em là Lương Đặng Nam, quê quán của em là Mê Linh, Tráng Việt, Hà Nội. Em đang sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, hiện đang lập nghiệp và sinh sống ở Đắk Lắk ạ. À, Đắk Lắk hả? Dạ dạ. Em làm về gì? Dạ em làm bên mảng xây dựng anh ạ. Xây dựng, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 41 tuổi. 41. Thôi, mời nhà gái. Mình giới thiệu bản thân đi cưng. Dạ em chào chương trình và em chào thầy Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Hồng Liên, em sinh năm 1980. Hiện tại em đang làm ở công ty tour ở khu xuất Tân Thuận. Em nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy em nói luôn về một số những cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch, chụp ảnh. Còn khuyết điểm của em thì rất là thời gian em đi hẹn là hẹn bạn bè có thể đi là trễ. Giờ ghê thương mẹ. Dạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ ưu điểm của em là hơi vội vàng ạ. Hơi vàng. À, quên ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4:30 ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Ôi trời ơi. Đã được rồi. Dạ, dạ. Khí công chú té. Khí công này tốt lắm á. Nếu mà tập rồi khí công tốt mà. Đúng em rồi. Tập khí công em cảm tưởng rất là chi là khỏe. Thế chưa, hai vợ chồng về sáng tập khí công là khỏe. Dạ. Đang nói về ưu khuyết điểm đúng, rồi, đó, đúng ưu không? Điểm rồi đó. Ưu điểm còn khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm là em hơi vội vàng một xíu ạ. Vội vàng à, nó khuyết điểm trước phải không? Nhưng mà có những lúc em cũng rất chi là trầm tĩnh và có những lúc trong cuộc sống em rất chi là cẩn thận ạ. Tùy theo lúc vội vàng. À đúng rồi. Thôi mình có mấy mối tình đi. Em có mấy mối tình được kìa. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. À. Dạ em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3. Cháu ở với mẹ.
Dạ em nuôi từ lúc mẹ cháu đi nước ngoài, là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Vâng. Là coi như là mẹ cháu là ở nước ngoài rồi. Vâng ạ, bọn em đã thôi nhau rồi ạ. Em mong mỏi là cái người vợ của em sẽ như thế nào đi qua đây? Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Tính cách tính trên gần dưới, mới cả nói chung là vui vẻ hòa đồng là được ạ, đơn giản thôi ạ. Cái điều gì em sợ nhất ở người phụ nữ? Em sợ là hay kiểu nó có tính cảm ràm ấy. Cảm ràm. Chuyện đó ai cũng vậy em ơi, khỏi sợ. Dạ. Sợ nó cũng tới à. Ông nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Thật à, cũng bạn thân với chị Hồng Vân đây. Rồi sao? Để tôi nói không? Với nhà trai chỉ làm kia tập khí công rồi đó. Cho nó khỏe ha. Dạ. Nha, nhớ tập cho hai ngày này giùm anh dạ. Cái nha. Nếu mà chưa học khí công thì về em sẽ dạy ạ. Nói thôi chứ à. Em có mấy mối tình này nè, nói cho ông nghe. Dạ. Em thì mối tình thì không có, mà như là xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Sao không nói ra? Lo đi học không à. Trời ơi. Thôi cái không có nói. Rồi từ đó giờ không có nói luôn hả? Rồi không có nói luôn. Trời đất ơi. Như vậy là chưa có mối tình nào hết trơn luôn hả? À, thì đến thời lớn rồi đi làm á thì cũng có biết một bạn nhưng mà cũng nói chuyện qua lại thôi, thấy không có hợp thôi không nói chuyện nữa, là đến giờ luôn. Bây giờ là chúng ta đi tìm một mối tình mới nha. Cái mong muốn của mong muốn của một của người yêu lý tưởng thế nào? Mong muốn người yêu lý tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em, này chắc không mà tròn lắm mà. Nhưng mà em ấy, thật sự á, em chị Vân nên đi tập thể dục ấy, cho nó gọn gọn đi. Hôm trước anh cũng bằng em luôn á. Dạ. Anh xuống cái chục ký rồi đó. Phải không nhịn ăn chứ đâu phải không tập thể dục. Tôi nhịn không được tại tôi bị tuột huyết. Trời ơi, ông mà tập thể dục đi tôi tập liền luôn á. Tại vì ông ăn kia ông hay lắm, ăn rau không à. Ăn rau không? Dạ. 3 tháng nay rồi đó. Mà chị thì chị không ăn được vậy. Chị là nữ hoàng tinh bột mà. Chị không có tinh bột chị chết. Cho nên là anh nói em nghe nè. Em gương mặt em xinh đó. Mình về mình giảm cân chừng em mà giảm chừng khoảng độ 7 kg đến 10 kg là em rất là xinh. Ngon được, là thương. Ngon luôn. Ngon hơn chị Hồng Vân. Em không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích đó là ví dụ đi nhậu về mà hay lải nhải á, rồi hay kêu làm này làm nọ, đi ra đường thì mặc đồ nó không có được chỉnh tề lắm, nó lộn thộm quá. Rồi, nói chuyện thì hay chửi thề, không có khác. Chửi thề không? Em không ạ. Em thì hiền lắm ạ. Có lải nhải không? Em không lải nhải, em nói rất chi là điềm đạm ạ. Nhưng mà về chắc cũng dám lải nhải bên đây đâu. Rất chi là tâm lý ạ. Bây giờ cho gặp mặt người thân á. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với 3 người bạn đồng nghiệp của em. Thôi mời đại diện nhà gái có ý kiến nào? Dạ em tên là Hạnh. Em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân ạ. Chào các bạn nam này, chào khán giả trường quay ạ. Em bạn chung với Liên cũng gần 20 năm ạ. 20 năm luôn? Dạ. Bạn thân rồi nha. Dạ. Liên thì đặc biệt là nấu ăn, trang trí món ăn rất là đẹp. Nấu ăn rất là ngon, chăm lo cho gia đình nữa. Em cũng mong là hai bạn cho nhau cơ hội như làm quen với một người bạn. Đó, ngon, ngon, nghe. Được rồi. Chứ nó không ngon, em yên tâm. Rồi bên đây cũng sẽ phấn đấu. Cũng bự bự lên chút. Dạ. Rồi bển đi với ai vậy em? Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai của em là anh Phước. Rồi, mời. Em có anh trai đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi chúc sức khỏe tới hai chị MC và cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Cảm ơn em. Nam nhà em là có đặc điểm là cũng hiền lành, chịu khó làm ăn, thế cũng mong rằng hôm nay hai bạn gặp nhau thì anh thấy bạn gái bên này rất là khỏe mạnh, thế là cũng hiền, cũng mong hai bạn cho nhau cơ hội để tiến tới đi tiếp trong con đường sắp tới. Xin hết. Rồi cảm ơn trai. Bây giờ mở rào hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nấu ăn giỏi nè, trồng cây giỏi nè. Ôi Lan là chị khoái Lan lắm mà chị. Em à, lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em.
Dạ, em cũng tặng cho anh. À, anh xin nhé. Đây là Lan, tự tay em trồng. Mong là anh chăm sóc nó cũng tốt tươi giống như em như vậy. Rồi, em ơi, đây là cái ngôi nhà ấy. Anh tặng cho em ngôi nhà này, ý nghĩa là chưa lắp ráp, ý là anh muốn hai đứa mình là lắp ráp ngôi nhà này. Ráp còn đây này. Em mở ra đi nè, đây là món quà thứ hai anh tặng cho em. Đây là một chiếc khăn ạ. Mỗi khi trời lạnh thì em sẽ quàng chiếc khăn này vào. Dạ. Em cảm ơn anh. Đó, quàng vô. Đó, có khăn vô thì hợp lý ha. Em cũng ở Tân Thuận Đông à? Không, em ở bên Bình Thạnh, mình quận Bình Thạnh. Nhà em có mấy chị em anh em? Em thì có 5 anh chị em. Em thì là ở giữa. Nhà anh mấy chị em? Nhà anh cũng được 7 anh chị em. Đông à? Đấy, anh ở chung hết à? Anh là trai út. Anh thì nói chung là anh cũng cuộc sống tự lập rồi từ lúc năm anh 18 tuổi. Anh thì nói chung là một người thì cũng sống có tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Thực sự thì anh cũng có gia đình rồi nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ấy. Thì em có nghĩ gì về cái quan điểm mà gọi là anh đã có con ấy. Cháu bé thì anh cũng mong muốn là có một người mẹ cũng giống như một người cô ấy. Thì rất chi là vui ạ. Tại vì trong cuộc sống nó có gia đình thì nó sẽ ấm cúng hơn ạ. Và mình thiếu sót thì mình có thể bổ sung cho nhau được. Rồi. Còn đối với anh thì cao đẹp hay to béo không quan trọng, chủ yếu là con người đối xử với nhau thôi. Đấy. Em thì ở nhà thì bé thì gia đình thì cũng như anh ở tử này phải có gia đình rồi. Chứ nít thì nhà em cũng có, cũng vui vẻ, mấy đứa cháu thì em cũng thích chơi. Thôi đến với chương trình thì anh mong rằng là em sẽ cho anh một cơ hội. Thì cho anh được nắm đôi bàn tay của em. Anh xin gửi em đứng dậy đi, anh hát cho em nghe bài. Nghe em hát câu dâng ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Nhớ từng nụ cười đong đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cầu tre lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo. Nếu trên nhau bằng thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Tình mình đôi ta cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Em xin hết ạ. Hay quá. Bây giờ nè, bây giờ em tổ em tập khí công cho cổ coi cái đi để cho thấy mình khỏe mạnh đó, nữa nè. Nãy em nghe nói thì anh được. Có mấy bài khí công. Ví dụ như là đây ạ. Đây là bài 1 ạ. Bài 2 ạ. Bước lên một bước. Đừng làm mất mặt té như nãy nha. Không có đâu anh. Hít vào sâu ạ. Thì anh khi sau khi anh gặp ý không, em cảm thấy người rất khỏe mạnh. Mai mốt về chỉ cho em gái. Dạ, dạ. Rồi nói nghe nè, mình không lẽ mình thua mình phải hát chưa? Đối lời. Dạ. Đứng chơi nó dựng nắm tay coi. Để cho anh bên đây ta hát tay, đi. Đúng rồi. Thì hát thì em chỉ hát được nhớ khúc nào hát khúc đó thôi. Rồi em cứ hát đi ạ. Ô sáng hôm nay trên quê hương ta, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, quê hương xinh xinh quê hương hồ tình. Kìa nhà ai có anh thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thai có con lần quay, xôi đầy mâm cao đầy buồn. Vui thật vui cùng ngày trời. Hay quá. Chưa, vẫn chưa, nó tội đừng có buông tay sớm đi. Bây giờ đó, em nói điều gì với cô ấy đi nào. Cảm nhận của em như thế nào về cô gái có duyên rồi nha, cô này có duyên á. Em ạ, thì nói chung là ở cái lứa tuổi này thì mình cũng đã chín rồi. Thì có thiếu sót gì thì mình bổ sung cho nhau ấy. Thì đến với chương trình thì mong em cho anh cơ hội để sau này mình về có thể là xây dựng một cuộc sống mới ạ. Em cũng là sẽ cố gắng. Cố gắng em nhé. Cố gắng. Trời ơi. Dễ thương. Bây giờ anh hỏi em gái nè, thí dụ giờ bên nhà trai muốn rước dâu về Đắk Lắk ở được không?
Đắk Lắk rồi mình ở có đất riêng, nhà riêng. Dạ, chưa? Em có đất rồi, em đổ vật liệu rồi, nhưng mà em đi làm cho người ta nên chưa kịp xây cho mình ạ. Tức là có đất rồi, đổ vật liệu rồi mà chưa xây đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ rước dâu về xây nhà riêng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ, chỗ em ở thì cũng gần ủy ban, rồi là gần trường học ạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Ea Súp ạ. Ea Súp. Dạ. Bên đàn gái có chịu rước dâu về Đắk Lắk không? À, rước dâu về Đắk Lắk thì em về đó chắc em bị giống người Đắk Lắk luôn á. Là sao? Tướng em giống Super Black mà hát được bài Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời đấy. Anh nghĩ. Bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Nếu rung động chúng ta bấm nút nha. Còn nếu chưa rung động không cần bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, hay quá luôn kìa đấy. Hai cái tiếng. Rồi, Đắk Lắk luôn. Rồi, ơi đó. Về Đắk Lắk. Ê, anh thì em hát bài yêu anh về Buôn Ma Thuột đây. Dạ, em xin hát bài Bấm Tay Quấy. Nếu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Rớt. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày. Ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đây gió thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về Ban Mê Thuật. Còn thương nhau thì về Ban Mê Thuật. Cảm ơn vui nha. Vui đó. Húng lúc đi. Ok. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy đưa nhau về Buôn Ma Thuột. Hừ ha ha hừ hừ. Ơi, như vậy là chúng ta đã chứng kiến họ đã bấm nút hẹn hò, thưa quý vị, rất là dễ thương. Cảm ơn những tình cảm quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được chuyển theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò trong suốt thời gian vừa qua, và cũng cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cái đoạn cốt của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó. Và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ, nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Thì cảm xúc là, tức là khi đi thì một mình, nhưng mà khi về thì là hai người thôi. Khoảng 95%. Bạn nam thì cũng được 90% ạ. Em thấy bạn chín chắn, kiểu suy nghĩ rồi lo, kiểu lo
hơi kiểu thật thà nè, hơi nhát xíu thôi nhưng mà em thấy rất là ok. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến đấy xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 5 rưỡi 2 năm á. 5 rưỡi 2 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được cái một cái gì đấy, để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó, thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Đi chơi thì chưa nhưng mà chắc ăn uống thì chắc có. Khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code. Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử. Khi mà em thấy đoạn clip trên sân khấu, em thấy rất là dễ thương, chân thành trong đó. Clip đấy thì là lúc đó là lúc em viết là cảm xúc em lên, cho nên là viết tương đối nhanh, khoảng 2 ngày. Đầu tiên viết thì là em cũng lên ý tưởng, sau đó là bắt đầu cứ thế nó viết ra thôi, chứ cũng tự nó mạch cảm xúc nó tuôn ra thôi, chứ không có suy nghĩ quá nhiều. Tại vì lúc đấy là kiểu như là mình đầu óc máy tính tay cứ ấn thôi, nó ra vậy thôi. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc dân của con á. Khi mà nghe cô gái chia sẻ về chàng trai quốc dân là Hà Anh Tuấn thì là em cũng thấy thú vị đấy ạ. Ý là Hà Anh Tuấn cũng là mẫu người khá điềm đạm. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiếng nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ừ, ốm ốm, xương xương, người hơi roi roi ha. Có cần phải hát hay không? Dạ, không cần. Không cần. Ủa vậy con thích Hà Anh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn, rồi kiểu con không biết nữa nhưng mà con thấy mê. Mê. Mê Hà Anh Tuấn. Rồi cô coi bên đây là Hà Anh gì? À, trước khi em tham gia chương trình thì anh trong team đăng ký cho em. Trước khi lên thì kêu em tém lại. Sau hôm nay thì anh sẽ cảm nhận được cái độ lầy khi mà anh muốn tìm hiểu. Bình thường em bị hơi bị nhát nhát xíu thôi, nhưng mà nếu mà khi mà bị ai mà nhây lại mà em cảm thấy bắt được nhịp ý, thì em cũng nhây lại luôn. À, bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sông trào, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa. Ba, hai, một. Hết thời gian. Rồi. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày. Ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đây gió thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về văn mê thuật. Còn thương nhau thì về văn mê thuật. Thì nếu mà đến với nhau được thì anh sẽ chăm lo cho em gái ở đây và anh sẽ quan tâm đến gia đình của bạn gái ở đây. Nói chung thì chiều cao thì nó cũng bằng, tuổi của mình tuổi thì cũng bằng. Ăn mặc thì lịch sự, mỗi người cũng có cái yêu cầu của mình như thế. Thì nó cũng có nằm trong những yêu cầu của mình, nên mình cũng thích. Dạ, ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch.
ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ. Và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4 rưỡi ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Nếu như bạn gái có một cái dịp nào đó, hẹn ngày nào đó thì anh sẽ đến. Tại vì anh nghề tự do mà, thì anh sẽ đến thăm em gái đây. Thời gian này rất là bận rộn, tại vì cũng công trình cũng đang cần gấp ấy. Thì nói chung là nếu như bạn gái đây thì đã quen biết nhau rồi thì cho nhau cơ hội rồi thì cứ tìm hiểu nhau qua điện thoại ạ. Tại vì bạn gái này anh nghĩ là cũng bận. Đấy, thì ai cũng có công việc. Nhưng mà đến với nhau hoặc là thương nhau thì cũng đi với nhau. Kìa nhà ai có thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền, ồ ngộ thai có con lần quay, soi đầy mâm cao đầy buồn, vui thật vui cùng ngày vui. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương, và con tim rất trung tình. Ở công tâm là hay mạnh danh được chàng trai có hiếu nhất công tâm á. Đường tình duyên của em nó gian nan chắc trở lắm. Có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á, em cũng đi cắt duyên. Chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng 4. Không vắng trúng ngay cái ngày cá tháng 4 em. Đen nó vậy luôn á, dạ. Xui vậy luôn á. À, cũng tượng gia bộ cái gì. Trúng ngày cưới cá tháng 4 cái em là kêu mà không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong rồi em mới thu xếp vô. Thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa. Xong cái là em cũng không đi được. Không hôi, không hô, không hói, không mà từ 1m7. Không hô, không hói, không hôi là ba. Cô ơi hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.